Thưa quý vị và các bạn, Hà Tĩnh, vùng địa linh nhân kiệt với những tên đất, tên người đã đi vào nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật. Với âm nhạc dường như cốt cách, con người và những đặc trưng của vùng đất gió Lào đầy gian khó càng được thể hiện rõ nét qua nhiều cung bậc cảm xúc, nhất là từ những con người xa quê. Với mỗi câu hát, từng ca từ, các tác giả như gửi gắm tất thảy tình yêu tha thiết, nỗi nhớ đong đầy về nơi đã sinh ra, lớn lên và nuôi dưỡng tâm hồn họ trong suốt cả cuộc đời. Trăng ta bên nhau bồi hồi trong im lặng, tiếng đàn trời vang vọng vượt trung khơi. Hà Tĩnh quê mình đẹp lắm người ơi, dãy Trường Sơn đêm ngày mây răng mắc, điều ví dặm ru ta vào giấc ngủ. Ánh bình minh thức dậy khi lam hồng. Hà Tĩnh quê mình đẹp lắm người ơi, sóng biển mơn man ru bờ cát trắng, ta bên nhau bồi hồi trong im lặng, tiếng đàn trời vang vọng vượt trùng khơi. Những lời thơ này được viết ra bởi tác giả Tống Trần Hào, một người con sinh ra tại miền đất thơm Hương Sơn, nhưng có gần 30 năm đằng đẵng xa quê. Dường như những gì thân thuộc nhất về nơi chôn rau cắt rốn cứ thế mà thành thơ nên vần. Tất cả cứ gợi thương gợi nhớ, những tên đất tên làng cứ vậy được gọi tên đi vào thơ bằng bao ngọt ngào trìu mến. Thơ là tiếng nói của mỗi tâm hồn, và khi được chắp cánh bởi những giai điệu của âm nhạc thì những rung cảm đó một lần nữa càng thấm đẫm cảm xúc. Từ sự đồng điệu đó với tác giả thơ Tống Trần Hào, thầy giáo Nguyễn Tùng Lâm, một người con của mảnh đất Anh Sơn Nghệ An, đã đưa vào đó những giai điệu ngọt ngào của âm nhạc. Trên chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh, ca khúc Đẹp lắm Hà Tĩnh quê hương tha thiết ân tình, để ai chưa một lần đặt chân đến nơi này cũng khao khát muốn đến, và những người con xa xứ càng muốn quay về. Thì bài hát tôi thấy rất có duyên dáng. Tất cả những cái tên của địa danh thì đều mang những cái ý nghĩa. Ví dụ như con sóng thì lại vỗ tiếng đàn trời, vỗ những tiếng đàn đi xa, vượt qua biển cả để cả thế giới này biết được cái đàn trời. Đó là một cái ý nghĩa rất hay. Cái thứ hai nữa là dấu chân của người mẹ đi đến đâu thì người con đã đi đến đó. Cái đó cũng cái rất mới. Và đặc biệt là ca khúc những cái lúc còn rất bé thơ, khi đang còn nằm trong nôi, thì cái câu ví dặm lại được cất lên từ lời ru của mẹ. Cái này là một cái rất xúc động của tác giả. Và đặc biệt trong cái âm nhạc, mặt nhạc sĩ không chuyên nhưng mà cũng có những ý đồ rất hay, phá được giữa Nghệ Tĩnh và phá được miền Nam của quê hương. Thưa quý vị và các bạn, một điều đặc biệt là rất nhiều ca khúc về Hà Tĩnh mà chúng tôi có dịp giới thiệu trong chương trình Giai điệu quê hương đều là những ca khúc được các tác giả là người con Hà Tĩnh xa quê sáng tác, và những giai điệu vừa rồi cũng không phải là ngoại lệ. Và ngay bây giờ mời quý vị hãy cùng chúng tôi gặp gỡ với hai tác giả, đó là anh Tống Trần Hào và anh Nguyễn Tùng Lâm. Và đây cũng là lần đầu tiên họ đến với chương trình Giai điệu quê hương với một ca khúc rất là ngọt ngào, sâu lắng.
Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay với tác giả thơ Tống Trần Hào. Xa quê 26 năm, quả thực là một quãng thời gian khá dài để khiến ta luôn nhung nhớ xa xiết về nơi chôn rau cắt rốn. Phương Hiền được biết bài hát được phổ nhạc từ bài thơ có tựa đề Hà Tĩnh quê mình. Và chắc hẳn rằng mọi cung bậc cảm xúc của anh về quê hương đã được gói ghém trọn vẹn trong bài thơ này đúng không ạ? Thì bản thân là lúc xa quê thì tâm hồn lúc nào là cũng có nhớ về cái tuổi thơ, nhớ về những cái kỷ niệm ở quê hương. Nên là cũng muốn viết một cái gì đó về quê hương để cho con cái và những người xa quê là hiểu biết hơn về cái mảnh đất mà nơi cha ông đã sinh ra. Thì nói chung là qua cái bài thơ này thì cũng nói mà phản ánh được phần nào đó thôi. Mình hy vọng vậy là truyền tải đến người đọc, người nghe là một phần nào đó về cảnh đẹp của con người Hà Tĩnh thôi. Nhưng mà cái tình cảm thì mình đã gói ghém hết vào trong đó, gửi gắm vào hết trong đó. Vậy cơ duyên nào đã đưa anh Nguyễn Tùng Lâm, một tác giả trẻ, một nhà giáo ở quê hương Anh Sơn, Nghệ An, biết đến bài thơ Hà Tĩnh quê mình của tác giả thơ Tống Trần Hào ạ? Thực tế ban đầu thì tôi và anh Tống Trần Hào hoàn toàn chưa hề quen biết nhau, mà chỉ tình cờ qua trang nhóm của Nghệ Nhân trên Facebook thôi. Và đã khi đã liên lạc được với nhau rồi thì anh em cũng có sự đồng cảm. Và cũng từ một cái tình cảm của tôi đối với quê hương Hà Tĩnh và mạnh dạn đưa giai điệu vào trong bài thơ, thổi hồn cho bài thơ được bay xa hơn. Vâng, có thể nói mỗi một bài thơ khi được phổ nhạc đồng nghĩa với việc thêm một sức sống mới cho tác phẩm ấy, bởi có những sự đồng điệu về mặt cảm xúc. Vậy anh đã có ấn tượng như thế nào về mạch cảm xúc trong bài thơ Hà Tĩnh quê mình của tác giả Tống Trần Hào? Khi bắt gặp bài thơ đó thì cái mạch cảm xúc của tôi nó dâng trào lên. Tôi là quê người Nghệ An nhưng cảm thấy rất là yêu quê hương Hà Tĩnh, thấy được nhiều cái nét đẹp ở trong những câu thơ của anh Tống Trần Hào. Tôi cảm thấy mình như là một người con Hà Tĩnh, và đặc biệt là khi cảm thấy cái sự tình cảm, tâm tư tình cảm của một người con xa quê, một người con xa xứ mà luôn đau đớn về một cái quê hương mà có thể nói là rất là mộc mạc, rất là chân quê, rất là yêu thương, trìu mến. Thưa anh Tống Trần Hào, là một người sáng tác không chuyên nhưng anh có khá nhiều tác phẩm viết về quê hương Hà Tĩnh. Và với Đẹp lắm Hà Tĩnh quê hương, anh có cảm nhận như thế nào khi lần đầu tiên nghe ca khúc này ạ? Mình không ngờ là cái bài thơ nói chúng là nó mộc mạc giản dị vậy, nhưng mà lúc được chắp cánh, được nhạc sĩ chắp cánh thì nó làm cho mình bồi hồi xúc động và nói chung là nước mắt rơi vì cảm động. Tác giả Tùng Lâm đã đầy thăng hoa được những cảm xúc, tình cảm nào mà trong thơ anh vẫn chưa thể gửi gắm được ạ? Thơ thì nó chỉ truyền tải được một phần nào đó thôi, còn nhạc thì thêm giai điệu. Thành thế là Tùng Lâm giống như là chắp cánh những bài thơ đi vào lòng người. Có thể nói giai điệu là một trong những yếu tố quyết định đến thành công của mỗi tác phẩm. Vậy anh Nguyễn Tùng Lâm có thể phân tích một vài nét về chất liệu âm nhạc trong ca khúc này được không ạ? Bài hát mà mang âm hưởng của dân ca xứ Nghệ thì cái cột lõi thì rõ ràng trong giai điệu phải là thật là chân chất của mang âm hưởng đầm đa bản sắc của người dân xứ Nghệ. Nhưng ở trong nội dung của bài thơ thì có nói đến người con từ ở quê hướng xứ Nghệ vào Nam lập nghiệp, và có cái câu thơ đó là em đi từ phương Bắc tới phương Nam. Chính ở cái yếu tố này, ở cái ý này mà tôi trong giai điệu các khúc của khi tôi đưa nhạc vào trong bài thơ thì tôi đã cho một phần lý dòng, lý sáng có ấm hưởng một tí về của cái ấm hưởng Nam Bộ. Đấy, cho nên nó có thêm, như có thêm một cái màu sắc độc đáo trong làm hoan để cho tác phẩm nó được thổi hồn vào đụng với cái tấm tư tình cảm của người vào Nam lập nghiệp. Vâng, những giai điệu ngọt ngào của ca khúc đã cho chúng ta những cảm nhận rất là gần gũi về đất và người Hà Tĩnh. Và anh Nguyễn Tùng Lâm có cái điều gì muốn gửi gắm qua ca khúc này ạ? Để thực tế, cái tấm tư tình cảm của tôi cũng muốn gửi đến tất cả mọi người hãy đến về quê hương Hà Tĩnh và càng thêm yêu thêm quý nhiều hơn nữa về cái quê hương Hà Tĩnh của chúng ta. Còn với tác giả thơ Tống Trần Hào thì sao ạ? Mình muốn gửi gắm cái tình cảm của mình đối với quê hương Hà Tĩnh. Mong mọi người là kiểu là đến thăm quê hương mình nhiều hơn. Lúc về thăm Hà Tĩnh thì là lại có mong muốn về thăm lần nữa.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Tống Trần Hào và anh Nguyễn Tùng Lâm. Hy vọng rằng chương trình Giai điệu quê hương sẽ tiếp tục đón nhận được sự đồng hành của các tác giả. Và xin chúc các tác giả sẽ có nhiều tác phẩm mới, để lại nhiều dấu ấn trong lòng của khán giả yêu nhạc và những người con của quê hương Hà Tĩnh. Rất tự nhiên, từng ca từ câu chữ dường như đã có nhạc, đặc biệt phát triển từ chất liệu dân ca. Giai điệu ngọt ngào giàu chất thơ đã mang đến cho người nghe những rung động, cảm xúc sâu lắng. Ca khúc Đẹp Lắm Hà Tĩnh Quê Hương được cất lên như những cung bậc tâm trạng, như nhịp đập trái tim của những người con xa quê muốn được trở về. Đi để trở về, để thêm đong đầy những yêu và thương. Sang đoạn thứ hai, ca khúc được nâng thành những quãng cao bay bổng, tiết tấu cũng đã có sự thay đổi, ngân dài, mênh mang ra diết. Chính sự đồng điệu của thơ và nhạc đã làm cho ca khúc Đẹp Lắm Hà Tĩnh Quê Hương càng dễ đi vào cách cảm, cách nghĩ của người nghe ở mọi lứa tuổi. Nơi nào mẹ đi, nơi nào con đến, chờ thương chờ nhé, chờ gối chờ bồng. Bát nước chè xanh cam bu bưởi ngọt thắm đượm nghĩa tình ấm áp mãi không thôi. Hà Tĩnh quê mình đẹp lắm người ơi. Ca khúc này nó có những cái điểm nó khác với các cái ca khúc khác, là ở cái chỗ cái lời hát rất là mộc mạc, rồi cái giai điệu không có gì là nó quá học thuật. Đặc biệt là nó nhấn sâu vào cái tình cảm của một người con xa quê, cho nên là Trần Lực cũng đã thể hiện cái ca khúc đó bằng cả cái tấm lòng của một người con, tuy rằng không phải là ở mảnh đất Hà Tĩnh, nhưng mà cái cảm xúc đồng điệu với tác giả. Thực ra là một nhạc sĩ thì nghe cả cái ca khúc này tôi rất trân trọng những cái tác giả, mặc dù họ không chuyên, nhưng mà họ viết về quê hương bằng những cái tình cảm chân thành, những cái mộc mạc, những cái nỗi nhớ của quê hương, thì đó là một điều hết sức là đi dễ đi vào lòng người. Nơi nào mẹ đi, nơi nào con đến, chợ thượng, chợ nhe, chợ khôi, chợ bồng. Bát nước chè xanh, cam bù, bưởi ngọt, thấm đượm nghĩa tình, ấm áp mãi không nguôi. Đó chính là những rung động giản dị chân thực của các tác giả Tống Trần Hào và Nguyễn Tùng Lâm trong ca khúc Đẹp Lắm Hà Tĩnh Quê Hương. Mỗi câu hát như một nỗi niềm tâm sự, hẳn ai nghe cũng muốn được trở về nơi miền quê đó. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng lòng mình cảm nhận những cảm xúc đong đầy trong từng ca từ, câu hát của ca khúc Đẹp Lắm Hà Tĩnh Quê Hương. Và đó cũng chính là lời tạm biệt của chương trình Giai điệu quê hương hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Lắm người ơi, sóng biển mơn man ru bờ cát trắng, ta bên nhau bồi hồi trong im lặng, tiếng đàn trời vang vọng vượt trung khơi. Hà Tĩnh quê mình đẹp lắm người ơi, dãy Trường Sơn đêm ngày mây răng mắc, điều ví dặm ru ta vào giấc ngủ. Ánh bình minh thức dậy khi lam hồng, từ
tới phương Nam, qua sông Lam nghe vang vọng câu kêu thương một kiếp người trầm luân dâu về phương trời nào, thương tóc trắng mẹ bay. Nơi nào mẹ đi, nơi nào con đến, chờ thương chờ nhé, chờ gối chờ bồng. Bát nước chè xanh cam bu bưởi ngọt, thắm đượm nghĩa tình ấm áp mãi không thôi. Hà Tĩnh quê mình đẹp lắm người ơi, muối mặn gừng cay đâu non cửa bề, hồn ta muốn quay về thời thơ trẻ để đắm mình sông ngàn phố. Sống ngàn phố.